hôm nay 6 tháng 8, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh do chịu áp lực bán. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn duy trì ổn định. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước được duy trì ổn định. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,8 triệu đồng trên lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì giá bán vàng miếng ở mức này. Ở chiều mua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC, tập đoàn Doji, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG và công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 78,3 triệu đồng trên lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9.999 niêm yết lần lượt ở mức 76,25 triệu đồng trên lượng mua vào và 77,55 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên mức giá mua và bán ra vàng nhẫn 9.999 của ngày hôm trước ở mức 76,4 triệu đồng trên lượng và 77,55 triệu đồng trên lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG niêm yết ở mức 76,25 triệu đồng trên lượng và 77,55 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới giảm mạnh với vàng giao ngay giảm 35 USD xuống 2.411,4 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.451,1 USD trên ounce, giảm 35 so với rạng sáng qua. Giá vàng lao dốc vào đầu tuần do chịu áp lực bán mạnh khi các nhà đầu tư tiếp tục bán vàng để bù đắp cho khoản lỗ trên thị trường chứng khoán. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 6 tháng 8 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 1 tháng 8 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh hạ còn 21.610 đồng trên lít. Giá xăng RON 95 giảm xuống 22.600 đồng trên lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm về mức 19.870 đồng trên lít. Còn giá dầu hỏa hạ xuống 20.090 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay 6 tháng 8 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ với một số loại gạo. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.000-20.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg, gạo hương lài 20.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, lúa IR50404 có giá dao động quanh mốc 6.900-7.000 đồng trên kg, lúa đài thơm 8 ở mức giá 7.400-7.600 đồng trên kg, lúa om 5.451 giá ở mức 7.000-7.200 đồng trên kg, lúa om 18 có giá 7.500-7.700 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!